Cô gái nhét một củ khoai tây vào cơ thể, sau đó lại cầm kéo lên, cắt tỉa chồi xanh mới mọc của khoai tây. Sau 10 ngày, khoai tây này đã lười biếng trong cơ thể cô gái rồi. Điều kỳ lạ là, nhưng cô ấy không chịu lấy nó ra, cô sẽ không bao giờ nghĩ ra đâu. Hắn làm thế, chỉ là để ngăn bản thân bị xâm phạm. Cô bé Ezetia được sinh ra trong một khu vực thường xuyên xảy ra chiến tranh. Kẻ xâm lược sẽ dùng cách sỉ nhục phụ nữ để trấn áp. Trong làng có một tin đồn, phụ nữ bị ông nhiễm sẽ mắc một căn bệnh lạ. Sau khi phụ nữ mắc bệnh này, khi căng thẳng sẽ chảy máu mũi và ngất xỉu, và bệnh này cũng sẽ truyền cho trẻ qua sữa. Mẹ vẫn còn mang thai Shitan khi bị bẩn. Ezetia có thể sinh ra thuận lợi, đó là một việc rất khó khăn và may mắn. Điều này khiến mẹ cực kỳ yêu thương anh ấy, từ nhỏ đã nuôi dạy nó bên cạnh. Vì vậy, Shitan hầu như không tiếp xúc với người ngoài. Trong thế giới nhỏ bé và nghèo nàn của nó chỉ có mẹ. Sáng nay, Shitan lại chăm sóc mẹ ốm nặng như thường lệ. Nhưng tiếng hát tuyệt vời của mẹ tôi lại dừng lại, bất kể Shitan gọi thế nào. Anh ấy không trả lời. Mẹ bỏ mặc Shitan một mình. Thế giới nhỏ bé của Ezetia sụp đổ, cũng may là dẫn một nhà luôn giúp đỡ hai mẹ con. Shitan chạy đi nhờ chủ giúp mình. Lúc đó con gái của chú tôi đang chuẩn bị váy cưới, cả nhà tràn ngập bầu không khí vui vẻ và yên bình. Sự xuất hiện của Ezetia có vẻ bất hòa lạ thường, hắn đang muốn nói chuyện, nỗi buồn dữ dội khiến anh ấy phát ra âm thanh, áp lực lớn biến thành máu chảy ra từ lỗ mũi. Sau đó nhắm mắt lại và ngất xỉu. Khi Ezetia tỉnh dậy lần nữa, tôi thấy mình nằm trên giường bệnh. Chú tôi đang ngồi ngoài nói chuyện với bác sĩ, ông nói bệnh của Shitan là do di truyền từ sữa mẹ, đó là lời nguyền của các vị thần sau khi ma trận bị ông ấy. Bác sĩ rõ ràng không tin vào quỷ thần, ông ấy nói với chú, trong cơ thể Shitan có một củ khoai tây, bây giờ đã bị thối rữa nghiêm trọng, nếu không lấy nó ra kịp thời, sẽ đe dọa sức khỏe của Shitan. Chú tôi đã rất sốc khi nghe điều này, không tin rằng một người có thể đặt một củ khoai tây trong cơ thể, và nó mọc rễ và nảy mầm bên trong. Sau khi nghe hai người nói chuyện, Ezetia xấu hổ bước ra khỏi bệnh viện. Trên xe buýt trở về, Shitan đã thú nhận với chú. Anh ta nói đó là để tránh bị tấn công. Chú tôi sau khi nghe thấy chỉ cảm thấy kỳ lạ, nhưng Shitan được sinh ra trong hoàn cảnh đó. Chú tôi cũng có thể hiểu hành xáo của anh ta. Hãy kiên nhẫn nói với Ezetia, xã hội ngày nay không còn hỗn loạn như trước nữa. Không ai dám tùy tiện làm tổn thương người khác. Shitan cũng hiểu lý do, nhưng cái bóng chiến tranh để lại cho hắn, không thể dễ dàng bị xóa. Hắn chỉ hy vọng chú tôi không nói với ai chuyện này. Hắn vì bảo vệ chân cảnh của mình, trái tim một chiều ngang lại nhét một củ khoai tây khổng lồ ở phía dưới. Mặc dù bác sĩ nói với anh ta, nguy hiểm đến sức khỏe. Shitan vẫn không muốn đặt khoai tây. Sau khi lấy ra và trở về nhà, chú tôi bắt đầu đào hố trong sân, định chôn mẹ ngay tại chỗ. Một gia đình nghèo khó thậm chí không đủ tiền mua thức ăn quan tài, chưa kể đến đám tang phức tạp. Nhưng Ezetia lại muốn đưa mẹ về quê chôn cất. Chú đương nhiên sẽ không đồng ý, hắn không có nhiều tiền như vậy để trả tiền xe cộ và xác chết, phí vận chuyển. Shitan biết chú đã giúp lót mẹ con họ rất nhiều, nói rằng anh ấy sẽ tự chịu chi phí. Nhưng vận chuyển thi thể phải có một cái quan tài, đến cửa hàng đi dạo một vòng, hóa ra cái rẻ nhất cũng phải 700 tệ. Cuối cùng Ezetia chỉ mua về một miếng vải trái cây. Với sự giúp đỡ của người gì, thi thể của mẹ tôi được bao phủ bởi thuốc sát trùng, sau đó được bọc trong xác ướp. Chú thúc giục Shitan nhanh chóng xử lý thi thể, bởi vì sắp tới là đám cưới của chị họ, trong nhà không thể có một cái xác không may. Trong tuyệt vọng, anh ta chỉ có thể ra ngoài làm việc để kiếm tiền, nhưng kinh nghiệm làm việc của anh ấy gần như bằng không. Các thợ săn đầu người trên thị trường nhân tài đã tránh anh ta. Tệ hơn nữa là khi Shitan đối mặt với người lạ, căng thẳng như nhìn thấy ác quỷ, ngay cả một câu nói trôi chảy cũng không nói được. Cũng may có một người vợ giàu của một gia đình lớn chịu thuê, anh ta không chỉ hứa sẽ trả lương hậu hĩnh cho anh ta, còn chuẩn bị quần áo lao động sạch sẽ cho anh ta. Sau khi kiểm tra Shitan, người hầu già mới cho anh ta vào thay quần áo. Ezetia cẩn thận lau sạch toàn thân, ngay cả những chồi xanh mới mọc trên khoai tây cũng đã được cắt tỉa, toàn tâm toàn ý làm việc. Lần đầu tiên gặp được phu nhân Lisa cao quý, sự căng thẳng trong lòng Shitan lại ập đến, máu mũi lại chảy ra không kiểm soát được. Ezetia vội vàng chạy vào nhà vệ sinh dọn dẹp, không có bài hát nào mẹ dạy để xoa dịu tâm trạng của cô ấy. Trong quá trình làm sạch, Shitan chỉ có thể ngâm nga bài hát để giảm bớt căng thẳng. Lisa không trách cô ấy, thực ra là Shitan quá căng thẳng, bởi vì Lisa không biết tên cô ấy. Giáo, ngay sau đó, có người trong thị trấn kết hôn, chị họ nhìn đám đông náo nhiệt vô cùng phấn khích, càng ngày càng mong chờ đám cưới của mình. Chú tự nhiên biết tâm trạng của con gái, cô một lần nữa thúc giục Shitan xử lý thi thể càng sớm càng tốt, nếu không anh ta sẽ chôn nó trong sân. Để xóa bỏ cái cũ của chú tôi, Shitan đành phải nói dối rằng mình đã tăng lương, thi thể có thể được vận chuyển trước khi đám cưới của chị họ đến. Nhưng vừa trở về nhà bà Lisa, tôi thấy anh ta nổi giận với hai thợ sửa chữa, tức giận, gì, ra đập vỡ cây đàn piano đắt tiền, rách khi dọn dẹp mặt đất một mình. Không thể không cảm thấy một lúc, nếu bạn có thể có tiền cho một cây đàn piano, không cần phải vất vả như vậy cho hậu sự của mẹ nữa. Nó phải ôm nó mỗi đêm, mẹ chết ngủ. Để ngăn chú tôi đào một cái hố chôn mẹ. Nhưng rất nhanh, tóc của mẹ tôi bắt đầu rụng, làm hắn hoảng sợ. Nhưng anh ta không có tiền để chôn mẹ, không có cách nào, Shitan chỉ có thể đến nhà người lớn làm giúp việc. Nhìn cây đàn piano bị bà Lisa đập vỡ, Shitan rất đau lòng, nó lại ngâm nga bài hát mà mẹ nó dạy nó. Lisa đã rất phấn khích khi nghe, ông ấy là một ca sĩ, khi còn trẻ cũng từng nổi tiếng, bây giờ lại đã sớm giải quyết lăng tài, nhiều năm không viết được một bài hát nào. Anh ấy yêu cầu Shitan hát lại bài hát vừa rồi, nhưng Shitan lại vì quá căng thẳng, cổ họng như bị mắc kẹt, không hát được một câu. Để khích lệ anh ấy nói, Lisa lấy ra một vài viên ngọc trai đắt tiền như một phần thưởng, miễn là Shitan có thể hát một câu. Lisa đưa cho anh ta một viên ngọc trai. Hôm nay sau khi Shitan đi làm về, tìm thấy cái hố nhỏ mà chú tôi đang đào đã biến thành một hòn đảo. Nó tưởng mẹ nó đã bị chủ nó chôn rồi.
vội vàng chạy về phía trước kiểm tra. May mắn thay, kẻ lỗ chỉ là một bể bơi đơn giản. Nhìn thấy mấy đứa trẻ chơi đùa bên trong, Essie tiên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chính là cảm giác mất đi và tìm lại này làm hắn sợ. Để có thể chuyển thi thể mẹ về cho lão tướng thuận lợi, hắn phải lấy được ngọc trai của Lisa. Cosita cuối cùng cũng buộc mình phải vượt qua nỗi sợ hãi, hát những bài hát tuyệt vời trước mặt Lisa. Hắn càng ngày càng có nhiều ngọc trai, đã tích lũy đầy một đĩa rồi. Mỗi ngày anh ấy đều dùng ngón tay chạm vào ngọc trai, đó là đòn bẩy để anh ấy đưa mẹ về nhà. Lisa sau nhiều năm lại tổ chức một buổi hòa nhạc. Trên sân khấu, cô ấy hát bài hát của Sitan. Tiếng hát của Đông Lan thu hút cả nhà. Chúc mừng phu nhân Lisa vô cùng vui vẻ. Con có người tặng cho Sitan một bó hoa. Không ngờ trên đường về, một câu nói bình thường của Sitan lại khiến Lisa tức giận. Lisa ngay lập tức yêu cầu tài xế để cô ấy ở bên đường. Sitan không biết mình đã làm gì sai. Hắn chỉ có thể chạy phía sau xe không ngừng đuổi theo. Đáng tiếc, hắn không thể lấy lại viên ngọc trai muốn thuộc về mình. Đám cưới của chị họ tôi đến theo lịch trình. Chúng tôi chỉ có thể giấu xác mẹ dưới gầm giường. Và chùa cũng lần đầu tiên mặc trang phục. Cô ấy xinh đẹp và rực rỡ trong đám đông. Nàng lại cảm thấy vô cùng áp lực bất an, chỉ có vẻ với mẹ để cô ấy giảm bớt cảm xúc này. Khi cô ấy nằm ngủ bên cạnh mẹ, có người đột nhiên ôm nàng từ phía sau. Sita nhìn lại, sợ hãi phát hiện ra đó là một người chủ xây dựng. Hắn tuyệt vọng muốn thoát khỏi nơi khiến hắn sợ hãi này. Esitia chạy đến nhà bà Lisa. Nhạc viên ngọc trai đáng lẽ phải thuộc về mình, cuối cùng anh ta cũng lấy lại được tiền để đưa mẹ về nhà. Còn chưa đi được vài bước, anh ta đã mất xỉu trên mặt đất. Rồi một người đàn ông đến và đỡ anh ta lên. Hóa ra là người làm việc tốt bụng, vừa xa cho Lisa Studio. Hai người có mấy lần cảnh sát giao thông. Sita thực sự biết rất rõ, thủ phạm nhiều lần vẫn còn mất xỉu là củ khoai tây đỏ. Thay vì thần linh liền dùng chuyển thuốc sữa, cuối cùng anh quyết định lấy khoai tây ra và đội ngọc trai tìm tiền giấy, một quan tài đưa mẹ về quê. Trôn trong cát vàng, chiến tranh và sự tàn phá của con người. Gansita còn chưa ra đời đã sợ hãi thế giới này. Để bảo vệ bản thân khỏi bị xâm phạm, hành động của anh ta có thể là thiếu hiểu biết, nhưng đây cũng không phải là một loại phản kháng thầm lặng.